Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý khán giả những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm slot 10 ngày cao điểm Tết. Chợ cá lớn nhất thủ đô tấp nập trước ngày ông Công ông Táo. Tác địa bắt cá ăn Tết ở miền Tây. Xe đầu kéo rơi rớt hàng hóa, đè lên xe con trên cao tốc, 3 người bị thương. Camera 24 giờ, hiệp sĩ đời thường bắt cướp. Gói bánh chưng tặng trẻ em vùng cao, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Để phục vụ lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tăng thêm slot bay, tức là giờ cất hạ cánh trong thời gian 5 ngày trước và 5 ngày sau Tết. Cụ thể, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục được tăng 2 slot 1 giờ từ 7 giờ đến 8 giờ 55 phút và 4 slot 1 giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút trong giai đoạn từ ngày 17 tháng 1 đến hết ngày 21 tháng 1. Tức là từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp, và từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1, tức là từ mùng 4 Tết đến mùng 8 Tết Quý Mão. Theo đó, tổng số slot tăng thêm là 28 slot một ngày, tương đương với 5.600 ghế cung ứng một ngày. Như vậy, tổng số slot tăng thêm cho cả giai đoạn cao điểm Tết là 280 slot bay, tương ứng với 56.000 ghế cung ứng. Theo dự báo, cao điểm Tết năm nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 820 chuyến bay, với khoảng 130.000 lượt khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Để phục vụ cho nhu cầu thả cá chép ngày ông Công ông Táo, thời điểm này thì chợ cá Yên Sở ở thành phố Hà Nội lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép. Có hai loại cá chép được bán chủ yếu phục vụ cho lễ cúng ông Công ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng. Cả hai loại cá này được nhập chủ yếu từ các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Một tiểu thương tại chợ cá Yên Sở cho biết khi chọn mua cá nên lưu ý một số điểm như là chọn mua cá không bị tróc dãy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng. Nhiều tiểu thương cho biết giá cá chép năm nay khá rẻ. Cá chọn từng con tại chợ có giá khoảng 90.000 cho đến 120.000 đồng một ký. Còn mua theo ký múc lên thì có giá chỉ khoảng 60.000 đồng một ký. Thưa quý vị, từ bao đời nay ở miền Tây có cách bắt cá truyền thống, đó là tác đìa. Những ngày cần Tết Nguyên đán là thời điểm lý tưởng nhất để tác đìa, bởi vì vừa có cá để bán, vừa có cá để làm khô mắm, chuẩn bị sẵn cho mấy ngày Tết. Sau đây là ghi nhận của chương trình tại tỉnh Cà Mau. Khi gió bất về, nước trên đồng khô cạn, người dân thu hoạch lúa xong thì cũng chính là thời điểm tác đìa thích hợp nhất. Bởi lượng nước trong đìa lúc đó sẽ không còn nhiều, rất dễ dàng tác bắt cá. Đìa là nơi tập trung của các loại cá, từ những con cá lồng tông bé xíu đến cá sặc, cá rô, cá trê, cá lóc. Ngày xưa, bà con thường tác đìa bằng tay, còn hiện nay đa phần tác đìa bằng máy. Chỉ cần xô, rổ và vợt là có thể bắt cá đìa. Thậm chí một số người có kinh nghiệm thì chỉ cần tay không bắt cá mà hiệu quả cũng không kém những người có dụng cụ hỗ trợ. Ở nhiều địa phương, người dân vẫn duy trì tác đìa để có cá bán, kiếm tiền xoay sở trong những ngày cận Tết và đặc biệt là và để dành đãi bà con. Anh được đem nuôi riêng ở một ao. Chính những con cá này sẽ là nguồn hứa hẹn một vụ đìa bội. Nhưng mình cũng tranh thủ bắt là cũng kiếm được lượng cá đồng, nhưng mà mình bán được chút đỉnh đây sẽ ăn tốt làm khô được. Bên cạnh gần đây, người dân Cà Mau loại cá có giá trị kinh tế cao như tượng. Cuối năm cũng là dịp bạch các loại. Mỗi ký cá thu mua tại chỗ có bóng tượng gia đình anh Trương Văn Chính ở huyện Thới Bình có trong tay hiện cá cuối năm. Nay thì tôi cũng có tác đìa để mà một số cá có thu nhập. Cái thứ hai nữa thì cũng để mà ăn trong mấy ngày hôm nay, tác đìa bán được một số tiền thì cũng khá là ổn định cuộc sống. Tết năm nay Tết vui vẻ, sung túc hơn mỗi năm. Đìa là món cá nướng thơm phức, rơm,
món canh chua cá được nấu những con cá chiên xù, những con tép rong mặn nồng mùi thơm của nước mắm, qua quyện béo của tép mỡ nên hương vị đậm đà trong những ngày giáp Tết. Vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới thì nhu cầu sử dụng các loại khô trên thị trường tăng. Vì vậy mà trong những ngày qua thì nghề làm khô ở huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng bước vào cao điểm sản xuất để kịp cung ứng cho thị trường. Là một địa phương có tiềm năng lớn về khả năng khai thác đánh bắt thủy hải sản, nghề làm khô tại huyện Trần Đề đã được hình thành từ rất lâu. Khô được người dân nơi đây sản xuất quanh năm. Những ngày cận Tết, làng khô rất nhộn nhịp khi bước vào thời gian sản xuất cao điểm trong năm. Sản lượng tiêu dùng tăng mạnh nên nguồn thu nhập của bà con gắn liền với nghề làm khô cũng được nâng lên đáng kể. Ngày thường thì làm 500 đến tấn, gần Tết làm hơi số lượng nhiều, tặng giao cho khách hàng. Bước qua tháng 12, 12 ra tay là làm tới giờ. Thường thường anh làm chính cá chỉ với đồ đồ. Nghề làm khô phát triển nên các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các sản phẩm. Mỗi cơ sở trưng bày hơn 20 mặt hàng khô các loại, trong đó có cả những sản phẩm khô chủ lực của địa phương và các tỉnh lân cận. Để giữ vững uy tín cho thương hiệu khô Trần Đề, hầu hết các cơ sở đều chú trọng việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ khâu nhập hàng, phân loại cho đến bảo quản, đóng gói. Theo nhiều cơ sở, sức mua khô vào những ngày cận Tết tăng từ 20 đến 30%, phần lớn là để làm quà biếu Tết. Cái nghề của mình thì trên dưới mười mấy hai chục năm rồi. Hàng bất cứ chỗ nào có cái uy tín và có một cái địa chỉ tốt là mình mới nhận hàng và mới đem về để bán cho khách gần xa. Có về cảng Trần Đề vào thời gian này mới cảm nhận được không khí nhộn nhịp hối hả của nghề làm khô nơi đây. Nhiều giàn khô được dựng lên, những mẻ khô cứ đều đặn nối tiếp nhau với bao ước vọng về một vụ khô Tết sung túc, đủ đầy. Những ngày này, thị trường đào Tết ở Sơn La đang rất nhộn nhịp và sôi động. Có tới hàng trăm điểm bán đào phục vụ du khách dọc quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh. Và năm nay, nhờ hoạt động du lịch phục hồi tốt và thời tiết ở Sơn La đang khá thuận lợi, cho nên cả người bán lẫn người mua đào đều rất phấn khởi. Gia đình bà Hạng Thị Lan ở bản Sang Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, từ nhiều năm nay đã gắn bó với việc trồng đào để bán mỗi dịp Tết. Hiện gia đình bà có hơn 700 gốc đào, có thể cắt cành hoặc bán cả gốc để chơi Tết. Những ngày nay, vườn đào của nhà bà Lan đã tấp nập thương lái đến đặt mua. Năm nay bán được khoảng 500 cành và gốc đào. Cành đào có giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng, còn gốc đào thì bán được khoảng 2 triệu đồng. Thu nhập từ bán đào mỗi năm cũng được gần 200 triệu. Tại các điểm tập kết đào phục vụ Tết, dọc quốc lộ 6 qua địa bàn các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, những cành đào phai năm cánh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc đang được bày bán. Đây là những gốc đào từ 5 đến trên 10 năm tuổi, thậm chí còn có những gốc đào 20 năm tuổi. Tùy từng loại cành, thân, gốc nên giá cả khác nhau, có thể từ 50.000 đến hàng chục triệu đồng. Đào ở đây có nét đẹp riêng biệt nên luôn hấp dẫn thương lái và du khách gần xa. Chúng tôi đi sắm Tết. Tết trên này đào rất là nhiều, giá cả vừa phải. Chúng tôi mua được cả xe này. Đó. Tôi mua về chỉ để gia đình thôi, cho người thân dùng thôi. Tôi thích đào trên này, cái hoa nó to. Cái hơn nữa là đào nó đào mốc, tôi thích hơn. Hiện nay, huyện Vân Hồ là một trong những vùng trồng đào lớn nhất tại Sơn La, với trên 500 hectare đào các loại. Trong đó, diện tích đào lấy hoa chiếm gần 260 hectare. Năm nay dự kiến sẽ có trên 100 hectare đào được khai thác để phục vụ dịp Tết. Với cái điều kiện, cái lợi thế ở cái khu vực mà có thể phát triển được đối với cây ôn đới, đặc biệt là cây đào, thì có thể nói là cũng là cái cây mà đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho bà con. Do vậy mà cái việc chuyển đổi một số cái diện tích cây ngắn ngày kém hiệu quả thì tới đây cũng sẽ tuyên truyền vận động những cái xã mà có cái khí hậu thuận lợi cho trồng đào ấy, sẽ tiếp tục phát triển nhân diện đối với cái đào cành để bà con có thể là phục vụ đối với người chơi đào trong dịp Tết. Với người trồng đào ở Sơn La, dịp Tết Nguyên Đán được xem là vụ thu hoạch chính trong một năm. Nhờ cây đào, người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định bởi việc chăm sóc và tiêu thụ diễn ra khá thuận lợi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long và sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Xe đầu kéo rơi rớt hàng quá đè lên xe con trên cao tốc, 3 người bị thương. Camera 24 giờ, hiệp sĩ đời thường bắt cướp. Gói bánh chưng tặng trẻ em vùng cao, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thông tin trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe con. Hậu quả của vụ tai nạn làm cho 3 người bị thương, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Ngoài ra thì vụ tai nạn còn gây kẹt xe kéo dài. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Bình Dương kéo theo rơ móc chở nhiều cuộn giấy loại lớn lưu thông trên làn đường số 1 của đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi đang đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An thì các cuộn giấy trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống. Cùng thời điểm này, xe ô tô con đang lưu thông cùng chiều đang trên đường chờ tới. Trên đường chờ tới thì bị nhiều cuộn giấy đè lên. Sau tai nạn, 3 người trên chiếc xe ô tô con bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc xe tải cẩu chạy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Thủ Đức đi An Sương. Khi gần đến cầu vượt ngã tư ga thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì phần cần cẩu gia trúng thanh giá Long Môn bắt ngang qua quốc lộ 1. Sự cố đã làm cho thanh giá Long Môn bằng thép đổ sập, nằm lơ lửng chắn ngang quốc lộ 1, kẹt vào chiếc xe cẩu. Do hiện trường chắn ngang quốc lộ 1 đã làm cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Trường Duy, 36 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mức án tử hình vì tội giết người, 8 năm tù vì tội cướp tài sản, 2 năm tù vì tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, thông qua Facebook, Nguyễn Trường Duy quen biết và có tình cảm với chị NTK, người đã lập gia đình. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Duy và chị K đến một nhà nghỉ ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thuê phòng, và Duy đã sử dụng căn cước công dân giả để thuê. Tại đây, Duy yêu cầu chị Ca ly dị chồng để kết hôn với Duy, nhưng chị Ca đưa ra lý do trì hoãn, dẫn đến lời qua tiếng lại. Khoảng 3 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2022, chị Ca đòi về, nhưng Duy nghi ngờ chị Ca có tình cảm với người đàn ông khác nên đã ghen tức, bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Duy lấy tài sản của chị Ca gồm xe máy, bông tai, dây chuyền vàng, điện thoại di động rồi bỏ trốn. Duy bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2022 khi đang lẩn trốn tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trường Duy mức án tử hình vì tội giết người, 8 năm tù vì tội cướp tài sản và 2 năm tù vì tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Còn tại căn hộ số 419 ở ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, thì công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang 22 người đang đánh bài ăn thua bằng tiền, tang vật thu giữ là hàng trăm triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gồm 31 bộ bài tây 52 lá, 62 triệu 440 ngàn đồng trên chiếu bạc. Khi kiểm tra, công an thu giữ thêm hơn 571 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thanh, 53 tuổi, ngụ tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, là người tổ chức đánh bạc với tiền sâu mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Các con bạc đã thuê nhà của Quách Cao Cường, 42 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, làm nơi đánh bạc với giá từ 300.000 đồng cho đến 500.000 đồng một ngày. Xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giờ đang theo dõi Camera 24 giờ. Kính thưa quý vị, bên cạnh các lực lượng chuyên trách đang ngày đêm truy bắt tội phạm, mang lại bình yên cho nhân dân, thì còn có các hiệp sĩ là những người dân bình thường đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, xông pha bắt cướp, giúp lấy lại tài sản cho nạn nhân. Và trong Camera 24 giờ ngày hôm nay, quý vị hãy cùng với Quang Huy nhìn lại những việc làm ý nghĩa của các hiệp sĩ đời thường tay không bắt cướp. Đầu tiên là vụ trộm bất thành được ngăn cản bởi hành động dứt khoát của một hiệp sĩ bắt cướp trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Theo những gì camera ghi lại, có hai thanh niên xuất hiện trước cửa hàng. Một tên trộm dần tiếp cận chiếc xe màu đen đang đậu trên vỉa hè, sau đó dùng thiết bị phá khóa chuyên dụng để bẻ khóa chiếc xe trong thời gian rất ngắn và dắt đi. Phát hiện sự việc,
anh Lương Văn Tuyên đã dũng cảm chạy xe máy lao thẳng vào tên trộm. Chiếc xe máy đổ xuống đường, còn tên trộm bỏ lại xe chạy thoát thân. Tình huống tương tự xảy ra trước một cửa hàng giày dép trên đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào thời điểm trên, có hai nam thanh niên đi xe máy đang dừng trước cửa hàng. Khi thấy khu vực để xe không có người trông coi, một đối tượng đi xuống tiếp cận chiếc xe máy để ngoài cùng và dùng đoạn bẻ khóa. Cùng lúc, một người đàn ông đi đường chạy ngang qua phát hiện ra sự việc nên đã lao thẳng xe vào kẻ trộm, giữ lại tài sản cho người dân. Còn trong vụ việc tiếp theo sau đây, đang chạy ngược chiều với đối tượng, hai hiệp sĩ ở vùng quê Bạc Liêu nghe tiếng truy hô cướp nên liền đập ngã xe đối tượng rồi cùng với người dân vây bắt, giao cho công an xử lý. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Tô Văn Khải, 39 tuổi, ngụ xã Long Điền, điều khiển xe máy rảo quanh một số tuyến đường trên địa bàn. Thấy một phụ nữ đang nằm trên võng bấm điện thoại di động, Khải dừng lại rồi tiến đến giật điện thoại của nạn nhân, sau đó lên xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng truy hô của chị, hai người đàn ông đang điều khiển xe máy theo hướng ngược lại liền đạp ngã xe máy của đối tượng cướp giật. Sau đó hai người này cùng những người dân khác vây bắt, khống chế đối tượng cướp giật và bàn giao cho công an xử lý. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Hoa hậu du lịch Lương Kỳ Duyên và đông đảo tình nguyện viên vừa tham gia lễ hội gói bánh chưng, gói trọn yêu thương dành tặng cho các em nhỏ vùng cao trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Đây là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động trong chương trình Xuân Đoàn Kết Tết Yêu Thương năm 2023 do câu lạc bộ Liên kết Trẻ Em Việt Nam và Quỹ Phòng chống thiên tai tổ chức. Đỗ Hà sẽ cùng với đoàn di chuyển lên Cao Bằng để có thể trao những phần quà này và những phần quà khác nữa cho các em học sinh, những gia đình khó khăn ở trên vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng. Và trước đó thì Đỗ Hà cũng đã đi từ thiện ở một vùng biên giới của tỉnh Hà Giang. Chính vì vậy mà lần thiện nguyện lần này cũng giống như lan một làn hơi ấm trước dịp Tết đến cho những người ở vùng biên giới xa xôi. Khi mà sự kiện, chỗ hoạt động được diễn ra cũng là một ý nghĩa rất là lớn đối với các em nhỏ và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, để trong mâm cơm của các em đã có, trong mâm cơm Tết của các em đã có một đĩa bánh chưng. Hàng năm thì chương trình luôn nhận được cái sự quan tâm tham dự rất là lớn của những người nổi tiếng, thì tôi nghĩ rằng là cái sự tham gia của những cá nhân như bạn Hoa hậu Đỗ Thị Hà hay bạn Hoa hậu Lương Kỳ Duyên luôn luôn là những cái điều rất là tốt để có thể truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác về cái hoạt động thiện nguyện và mang cái trái tim, tấm lòng của mình để chia sẻ với rất là nhiều các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày hôm qua, hơn 1.000 chiếc bánh chưng yêu thương được gói và luộc chín để dành tặng đến các em nhỏ vùng cao khó khăn tại các tỉnh Cao Bằng, Ninh Bình, Hòa Bình. Cũng nhằm chung tay động viên tinh thần và mang đến cho bệnh nhi, thân nhân niềm vui trong dịp Tết đến xuân về, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức phiên chợ mua sắm không đồng ngay tại khuôn viên bệnh viện. Phiên chợ Tết không đồng với chủ đề Xuân ấm áp Tết yêu thương được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 dành thời gian tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho gia đình bệnh nhi. Phiên chợ gồm hàng chục gian hàng đa dạng các nhu yếu phẩm như bánh kẹo, mứt Tết, sữa, nước mắm, dầu ăn. Tất cả gian hàng đều có giá không đồng. Các tiết mục văn nghệ sôi động trên nền nhạc xuân càng khiến bầu không khí rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Bên cạnh đó, bệnh viện còn chuẩn bị tiết mục múa lân sư rồng để ôn lại truyền thống của Tết Việt. Ngoài những phần nhu yếu phẩm không đồng, các nhà hảo tâm tại bệnh viện còn lì xì cho 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi bao lì xì là 500.000 đồng cùng phần quà. Đây được xem là một trong những hoạt động ý nghĩa, san sẻ yêu thương, tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình vượt qua bệnh tật. Sau đây là thời gian dành cho một điểm báo và chúng ta sẽ cùng gặp lại Thành Đô với những thông tin đáng chú ý được phát hành trên các báo sáng nay. Và theo thông tin mà Như Thanh được biết đó là những thông tin xung quanh việc đăng kiểm xe tiếp tục là một đề tài nóng trên các báo sáng nay, đúng không thưa Thành Đô? Đúng như vậy chị Như Thanh. Và cụ thể là trên báo Tuổi Trẻ thì có thông tin cho biết là vụ án ở Cục Đăng Kiểm Việt Nam vào Diện Trung ương theo dõi. Và cơ quan chức năng đang có kế hoạch mở lại cái trạm đăng kiểm đang bị ngưng hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Cụ thể là ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục Đăng kiểm và Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị cơ quan công an cho các trung tâm đăng kiểm đã bị tạm đóng cửa để điều tra, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được tái hoạt động. Cục Đăng kiểm sẽ điều nhân lực, máy tính đến và sử dụng dây chuyền thiết bị của các trung tâm này để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, do các trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương đang bị điều tra do sai phạm, khiến cho người dân đi đăng kiểm xe gặp nhiều khó khăn. Tại nhiều trung tâm đăng kiểm thì tài xế phải xếp hàng cả đêm để chờ được đăng kiểm mà không xong. Các chủ xe mong sớm chấm dứt những khó khăn trong việc đăng kiểm như hiện nay, bởi nó còn liên đới gây ảnh hưởng nhiều trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, khác với diễn biến Tết của những năm trước, một điểm khác lạ trong Tết năm nay là những món đặc sản đang có tốc độ tiêu thụ chậm. Báo Tuổi Trẻ cho biết, hàng loạt thực phẩm đặc sản như là gà Đông Tảo Hưng Yên, cá kho làng Vũ Đại, mắm quế, khô hải sản Nam Bộ đã được người bán đưa về thành phố Hồ Chí Minh với lượng lớn để phục vụ mùa Tết. Trong đó thì nhiều sản phẩm mới được chào hàng. Song hầu hết các cửa hàng cho biết là đang chịu nhiều áp lực khi mà nguồn cung dồi dào nhưng mà sức mua giáp Tết khá chậm so với năm ngoái. Trong khi đó, nhiều người nuôi cá lồng bè ven biển Kiên Giang cho biết giá cá tăng cao do nhu cầu nhiều trong khi nguồn cung không nhiều. Theo các hộ nuôi cá, thương lái đang hỏi mua cá chim dây vàng với giá là 140.000 đồng một ký, cá bớp là 230.000 đồng một ký và cá mú dao động từ 280 đến 540.000 đồng một ký, tăng từ 30 đến 50.000 đồng một ký so với mấy tháng trước đây. Giá tăng, người dân phấn khởi vì có thêm điều kiện chi tiêu trong Tết năm nay, thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Trong số phát hành hôm nay, tờ báo này còn có nhiều thông tin đáng quan tâm, như là hôm qua 12 tháng 1, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, Bộ Tài chính vừa mới phê duyệt chiến lược kinh doanh của Vietlott, cho phép Vietlott triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời gian tới. Tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành xử lý 111 dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách đã được giao đất nhưng không đầu tư hoặc là triển khai chậm tiến độ từ 2 đến 10 năm. Các loại thuốc như là Modafinil, Ritalin đang được quảng cáo như một thần dược ôn thi với các công dụng là giữ sự tỉnh táo, tăng cường khả năng học tập và khả năng làm việc. Thế nhưng các bác sĩ dược sĩ khuyến cáo các phụ huynh, học sinh là phải cẩn trọng khi dùng bởi nguy hại cho sức khỏe. Nếu như sử dụng không đúng cách, có thể gây loạn thần, ngộ độc. Chúng ta cùng chuyển sang báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trang nhất của bài báo này có đăng bài Củ kiệu cà pháo ra thế giới đón Tết Việt. Mỗi dịp xuân về, những tàu hàng chở các món ăn thấm đẫm hương vị Tết Việt lại dược sống trùng khơi, tất bật đến với hàng triệu kiều bào khắp nơi trên thế giới để họ được thưởng thức hương vị quê nhà. Và trong số các sản phẩm xuất ngoại năm nay, nhiều đơn vị ghi nhận củ kiệu, cà pháo, ớt xay, bánh nậm, bánh lọc, mắm rút quế là những món ăn truyền thống được đặt hàng nhiều nhất. Nhiều sai phạm tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Nhất. Bài viết đáng quan tâm trên trang thời sự của báo Pháp Luật. Tác giả cho biết là thanh tra Ủy ban Nhân dân quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác thu chi tài chính tại trung tâm này, đồng thời khuyến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Thầy Bất dẫn dắt, trận thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á là lần bị Thái Lan đánh bại 2-0 tại bán kết AFF Cup 2021, nên toàn đội rất khao khát đòi món nợ này vào tối nay 13 tháng 1. Huấn luyện viên chính của chúng ta đã có những chiến lược để đánh bại đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tối nay. Cụ thể như thế nào, quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang 15 của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo này hôm nay còn có nhiều thông tin đáng quan tâm khác, như là thành phố Hồ Chí Minh chưa quy hoạch phân khu dọc tuyến metro số 1 đang trên trang 8, hay là ngành du lịch tìm cách chuyển đổi số đang trên trang 10. Tri ân những người ra đi nhưng không về với đất, nói về lễ tri ân lần thứ 29 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối với những người hiến thi hài cho khoa học. Lễ tri ân năm nay mang chủ đề Qua nở ngày gặp lại. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.